Còn gì nữa, Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta hãy gặp gỡ ngay cặp đôi đầu tiên. Nói chung là người ta nói hồng nhan là bạc mệnh. Bây giờ nó mới rồi, nó thay đổi rồi. Hồng nhan bạc kiệu. Hồng nhan bạc kiệu. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai giới thiệu cho bên nhà gái biết. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Hồng Tăng, năm nay 38 tuổi, thì hiện đang công tác tại Ủy ban phường 10 quận 5. Em làm công việc gì? Dạ, em làm bên chuyên trách tệ nạn xã hội thuộc Lao động Thương binh Xã hội phường 10. Mình giới thiệu đi cơ. Em chào chị Hồng Vân, okay. Em chào anh Quyền Linh và nhà trai. Và chào tất cả các khán giả có mặt tại khán đài. Em tên là Lê Thị Ngọc Anh, năm nay em 36 tuổi. Hiện thì em đang làm nhân viên hành chánh. Em cũng sinh sống tại quận nhất. Tức là cụ thể em làm gì em gái? Em làm tuyển nhân viên và giống như là quản lý những cái hồ sơ của khách hàng cũng như là hồ sơ của nhân viên ạ. Xin giới thiệu em, chàng trai bên đây quản lý những người cai nghiện đó em. Quản lý những người cai nghiện đó em. Cần không đưa một số hồ sơ cai nghiện qua. Bên đây người ta điều tiết bên bảo vệ. Thành ra là hai bên cũng có thể kết hợp được. Được mà, anh đưa một số người cai nghiện qua làm bảo vệ. Dạ đúng người rồi. Người ta hoàn lương rồi, mình đưa qua để giúp người ta có công việc. Người ta trở lại với cộng đồng, hòa nhập cộng đồng quá tốt luôn. Bây giờ mình giới thiệu một chút về điểm mạnh điểm yếu đi, mời nhà gái. Về điểm mạnh của em thì là chắc em làm ở mảng hành chánh nhân sự. Thì là em có cái là em vui tính, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Nhưng mà điểm yếu của em thì là giống như những người phụ nữ khác đi ha. Thì em là hơi nhõng nhẽo nè, mít ướt nè, hay giận. Giận hờn vu vơ à. Không biết là đàn trai có chịu được cái tính này của em không ạ? Được không? Dạ được. Được, nói lớn cho bạn gái biết đi. Dạ được. Trời, người cai nghiện mà ta còn lo được mà. Nhõng nhẽo ăn thua gì đâu. Tao sẵn bệnh nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu đi để cho bên đây người ta nghe coi làm sao nè. Điện nước thì em làm được hết, còn điểm yếu của em thì em ít nói. Em hỏi tí xíu được không ạ? Dạ, anh làm cũng có tiếp xúc với lại những cái hồ sơ đúng không ạ? Nhưng mà anh nói anh ít nói vậy, về thí dụ là em với anh có gặp nhau á thì anh ít nói vậy thì anh làm cái gì ạ? Làm gì nói đi. Hỏi xoay đắp xoay. Đó. Thì mình ít nói thì mình hành động. Hành động gì ta hỏi làm gì đó nói cho em. Dạ. Ví dụ em hành động gì? Bạn ở quận nhất thì cũng gần bên thì cứ đi xem phim hay là đi đây ra Vũng Tàu thì đi tắm biển này kia đồ. Thường là đàn ông mà đi chơi những ngày đầu gặp gỡ đó là người ta sẽ nói nhiều. Ở này kia nọ, giờ em không nói, giờ bạn muốn hỏi lại. Thay vào đó bằng những hành động gì? Em nhắn tin. Em nhắn tin. Ngồi cái bên nhắn tin gì nữa? Hai người đang bơi dưới biển nhắn tin hả? Ngồi cái bên nhắn tin gì nữa? Ra biển nhưng mà nhắn tin trời. Có cách nào không? Dạ thì cũng không nói được, cũng phải cố gắng để nói. Cố gắng hả? Dạ. Ví dụ như hai người vô rạp coi phim nè. Đó, rồi em không nói gì chứ á. Rồi cổ muốn em nói gì đó là em không nói, rồi giờ em làm gì? Nắm tay. Hả? Nắm tay. Nắm tay thôi hả? Dạ. Không, mà vô rạp coi phim là không được nói rồi. Bây giờ tí dụ cái khác đi. Ví dụ như ông uống cà phê đi. Không lẽ giờ ra nhìn nhau hoài vậy? Đúng không? Dạ. Giờ làm gì? Nhắn tin. Nhắn tin. Dạ ví dụ thì cái đó là em cưng quá à. Dạ. Nhìn cưng quá. Không thèm nói gì á, nhưng mà em cứ nhìn xoáy vô mắt em hấp im á. Dạ. Mắt em hấp im vậy nè. Đó ví dụ vậy. Xong bà nhìn... bỏ đi về luôn. Nhìn là người ta bối rối là người ta phải nói. Yeah. Chắc chắn cô kia nói anh làm gì nhìn em hoài hả? Không, nó nở nụ cười đều giả thôi. Ví dụ vậy đó. Thiệt, chị nói thiệt nếu mà em ít nói. Cô gái bên này dễ thương lắm luôn á. Chị nói nghiêm túc luôn. Để ngồi hai. Em gái nhớ hồi hỏi lại cái câu đó nha em. Em ít nói anh làm đẹp gì nha. Đẹp gái mà có duyên mà đẹp lắm đó. Mà chàng trai bên đây cũng không thua gì đâu nha. Xứng đào xứng kép luôn á. Rất là đẹp trai luôn. Em trai có mấy mối tình này nói cho bà mối nghe đi. Dạ em có hai mối tình rồi. Mối tình đầu thì có vợ kết hôn cũng hai đứa con. Có hai đứa con. Bây giờ thì chia tay rồi, thì mối tình thứ hai em thì cũng có quen được mấy tháng rồi chia tay. Cả hai lần đều lý do là vì sao?
Lần đầu thì vợ thì có làm công ty rồi, giống như là có qua lại với cái người trong công ty á, thì em biết được em không thích thì em cắt đứt luôn. Còn người thứ hai thì chúng ta cũng còn lựa chọn á chị, rồi em thấy vậy thì nếu không hợp thì mình chia tay thôi. Em chứ chủ động chia tay đúng không? Cái người ít nói không phải là người ta không ấy đâu, người ta đang ngắm nhìn mà người ta coi rất là kỹ, để ý luôn á, thấy không? Em nhưng mà em ly dị vợ rồi, hai đứa con nó ở với ai? Đang ở với mẹ nó. Với mẹ hả? Dạ. Hồi tháng mình có chu cấp cho có đóng tiền tiền học tiền kia cho trẻ bé. Rồi thôi coi như là mà mình gian dở một lần đò đi ha. Đi bên đây nè, bên đây để tôi hỏi bên đây nha. Ông có muốn qua coi mặt đàn gái hỏi không? Hỏi trước coi làm sao. Đây đàn gái tôi hơi bị nghe là chảnh đó nha. Hỏi nhà gái coi bên đàn trai đã lỡ một chuyến đò rồi, đàn gái có suy nghĩ gì không? Thật sự là em bên đây cũng là lỡ một chuyến đò giống như là bên đàn trai. Đồng cảnh ngộ. Dạ, ha. Như là đồng cảnh ngộ ạ. Em có con rồi chưa? Dạ, em có một bé trai. Một bé dạ. Là sống với mình. Thì hiện tại bé năm nay 6 tuổi đang sống cùng với em và bà ngoại. Sau cái cuộc hôn nhân đó thì em có mối tình nào khác nữa không? Con mình còn nhỏ quá. Thì là lúc đó là mình lo làm, lo chăm con. Nên là cũng không có thiết tha gì với những mối tình đó. Ví dụ giống như là cũng có người đến làm quen thì mình cũng tạo cơ hội đi cà phê, đi xem phim và đi ăn với nhau. Tuy nhiên thì thời gian mà để gặp nhau nhiều thì không có, và em cũng dành thời gian để chăm con em nhiều hơn. Thì từ từ cái tình cảm nó không đi đến đâu, lạc đi. Dạ đúng rồi ạ. Đó, ông đó, muốn hỏi về em. Dạ em chào. Gái xinh quá nha. Nói chung là người ta nói hồng nhan là bạc mệnh, bây giờ nó mới rồi, nó thay đổi rồi. Hồng nhan bạc kiểu. Hồng nhan bạc kiểu. Câu đó được. Mình đẹp mình có quyền. Hồng nhan bạc chọn. Triệu. Dạ, em cũng hy vọng là vậy. Hy vọng như thế nha. Mẫu lý tưởng của em sắp tới em hướng về như thế nào? Em hy vọng là người đàn ông đó thì là hướng về gia đình nhiều hơn. Tại vì bây giờ cái độ tuổi của em thì cũng không có còn trẻ trung nữa ạ. Thì với lại em mình phải tự tin còn trẻ. Dạ dạ, cũng phải là có cái khả năng chung tay lo lắng cho gia đình đúng, đúng không ạ? Đúng đúng. Cái dạ, này đó là cái điều em mong muốn ạ. Đúng rồi. Có mong muốn về thương con em không? Dạ có ạ chị. Điều đó dĩ nhiên. Bây giờ thí dụ giờ là em với cô này có tiến sang nữa thì em có lo được cho mẹ luôn, người con luôn không? Dạ được anh. Được không? Dạ được. Rồi hai người nếu mà lấy nhau thì về ở đâu? Ở chung với mẹ, còn nếu không ở chung thì ở riêng. Riêng có chỗ ở không? Có, mẹ có cho nhà. Có luôn hả? Anh thấy bạn trai là ổn định rồi đó. Có thể lo cho mẹ con em được. Được dạ, chưa? Dạ. Rồi còn em bây giờ mình muốn mẫu người lý tưởng như thế nào? Thích là người phụ nữ bình dị với lại biết chăm sóc cho gia đình, có gì vậy thì hai đứa mình thấy là bàn bạc thì nói với nhau. Đúng rồi. Dạ. Đừng có nhắn tin này kia. Dạ. Đúng không? Bên đàn trai có thể cho em hỏi được không ạ? Ví dụ như là em nghe những cái chia sẻ của bên đàn trai thì là muốn là người phụ nữ là phải là chăm lo cho gia đình, nhưng mà giả sử em không có thích ở nhà, em thích đi làm thì sao ạ? Có được không ạ? Em thì em không có thích ở nhà. Được, được. Bạn trai nói được. Em cũng không có kén cá chọn canh, nhưng mà thật sự để mà mình tôn trọng người phụ nữ của mình, người đàn ông khi mà tiếp xúc với mình là phải sạch sẽ trước, đúng không ạ? Không bắt buộc phải là nước hoa, nhưng mà đáng ra là mình phải sạch sẽ cái mùi mồ hôi cơ thể của mình trước, đúng không ạ? Bản thân em khi đòi hỏi người đối diện của em như vậy thì bản thân em cũng sẽ làm như vậy à. Không lẽ gần người mình yêu thương mà dơ giấy rồi hôi hám. Dạ. Đúng không? Đừng có lo. Anh thấy rằng bạn bên đây rất là đẹp trai luôn. À, em cũng rất là xinh gái luôn. Dạ. Hai người hợp ngày hôm nay đó. Dạ, không thích bày hày với lại bê bối. Thích vậy gọn gàng, sạch sẽ. Vậy là chắc chắn rồi, yên tâm. Dạ. Bạn này bên đây vẫn đòi hỏi mình như vậy. Đúng mà. Dạ. Thành ra là bạn cũng sẽ như vậy. Rồi vậy khỏe rồi. Mình hỏi người thân đi. Đúng rồi. Dạ. Em đi với ai? Dạ em đi với em trai với mấy chị đồng nghiệp trong cơ quan. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Hồng Hiền, em trai của anh Tăng. Em ruột luôn phải không? Em ruột. Em thấy cái chị bên đây thì cũng được, cũng xinh, dễ thương, nói chuyện thì cũng lịch sự. Thả đến đây thì giống như là mình đã có duyên rồi, mong hai người cứ cùng bấm nút. Em trai có lô tích với anh trai rồi đó đúng không? Dạ. Chút là kêu là nháy vậy là coi như hồi bấm đó. Dạ. Đúng không? Còn bên đây sao mình đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em ạ. Hai, chào dạ. Cô. Chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Dạ. Bạn trai của Hồng Anh. Con nó lớn, cái tuổi này nó lớn rồi, nó biết lựa chọn. Là tùy theo con chọn sao thì tôi chịu vậy. Nhưng mà mẹ có cảm tình với bạn bên đây không?
Dạ cũng có cảm tình, từ có công ăn chuyện làm, cũng nói chuyện cũng thấy hiền. Mong đừng có đổ vỡ nữa. Dạ. Mở rào thôi. Mở rào. Mở rào. Bắt đầu đi em. Dạ dạ. Hy vọng tại vì mong son với lại mong em xinh đẹp dễ thương nè. Dạ em cảm ơn anh ạ. Rồi đưa đây, đưa chị cầm con Pikachu cho. Dạ. Rồi em mở coi cái hộp nhỏ này là gì. Dạ son ạ. Son hả? Em coi cái màu em có thích không? Dạ, cái màu này thì phụ nữ là ai cũng thích, tại vì nó là cũng là màu đỏ rất là dễ sử dụng ạ. Em cảm ơn anh ạ. Dạ thì hôm nay em đến đây có một cái thiệp tặng anh, những cái suy nghĩ trong lòng của em ha, cũng như là em tặng anh một cái món quà nhỏ này, coi như là lần đầu mình gặp mặt à. Dạ cảm ơn em. Hy vọng là anh thích ạ. Quà gì mở ra luôn cưng. Dạ. Cờ quá. Dạ thì anh làm ở nhân viên văn phòng thì em nghĩ là cái này nó cũng sẽ phù hợp với anh ạ. Cà vạt hả cưng? Dạ. Biết đeo không? Dạ, anh biết đeo mà. Tưởng bạn gái biết đeo thì đeo cho bạn bạn nam dạ, đi. Dạ, tại vì em thì cũng là một lần đò, nhưng mà thật sự thì em cũng quen bạn trai không có nhiều, nên là cái này chắc từ từ em học hỏi nha. Không sao, học từ từ đây tới ngày cưới được em kịp sao đâu. Không? Rồi, các bạn về vị trí đi. Dạ. Cái thiệp đó bạn gái có tặng cái gì trong thiệp không? Dạ, thì trong thiệp thì em ghi câu thơ à. Câu thơ hả? Dạ. Mở ra coi đọc cho bạn gái viết cái gì trong đó. À em nghĩ cái này á, là em đọc thì nó sẽ hay hơn ạ. Rồi hay ví quá. Ví dụ bây giờ em có thể em đọc anh cảm nhận nha. Thì anh có thể là anh mở ra anh xem ha. Thì bây giờ em xin đọc cái bài thơ em gửi tặng cho anh ha. Có ưng không hãy nói cho xong, hãy nói cho xong kẻo ngại lòng, kẻo ngại lòng đây chưa rõ đó, đây chưa rõ đó có ưng không. Trời ơi hay quá, hay quá, hay quá. Tình Ngân nói đi, nói ưng hơn là cô đi. Nói đi. Anh là cũng chương trình đáp lại với em là anh cũng ưng như vậy. Anh cũng ưng với lại. Dạ. Anh cũng hát bài tặng em. Dạ. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Những phút thân tiến bên em lòng ngất ngây, trào dâng trong lòng anh đam mê cùng say. Này em yêu ơi, tình anh ngang lời muốn nói rằng anh yêu em. Eo ô eo, yêu em nhất trên đời. Eo ô eo, và chỉ mình em thôi trong đôi mút anh trao. Có thiệt không ạ? Cái câu hay nhất là mình yêu nhau đi. É ồ, ồ, é ồ. Nhớ nha. Rồi, nắm tay luôn vậy đó hả? Nói gì nữa đi. À, nãy là anh nói là có thiệt không ạ? Thiệt. Ở đây rất là nhiều người làm chứng nha. Lần đầu gặp thì là không có khẳng định chắc chắn được là yêu hay thích, chỉ có ân hay không ân thôi, đúng không ạ? Thì là em hy vọng là sau cái chương trình này á, thì em với anh có cơ hội để tìm hiểu với nhau nhiều hơn, đúng không ạ? Và cũng giống như cái tấm thiệp của em á, thì anh có thể nhìn đó là cái tấm thiệp giống như cái thiệp hồng, đúng không ạ? Thì là em hy vọng là mình cũng tìm được một cái đối tượng nào để mình có thể là ghi tên cùng nhau, ghi tên vào cái tấm thiệp như vậy ạ. Anh hỏi thật nha, trái tim em có rung động chưa? Dạ, có. Em có thấy cảm giác thích người đối diện nhiều không? Dạ, thích. Cưng dễ sợ không? Cưng quá. Em có mong muốn người đó về chung mình một nhà không? Dạ, muốn. Rồi, tất cả những điều đó em nói một câu với cô ấy đi. Anh cũng mong muốn là sau chương trình này thì anh với em sẽ về chung một nhà. Cũng bởi vì anh? Bởi vì anh thích em. Về chỗ liền. Đó. Mình phải nói lúc gì vậy? Lúc đầu là ta nói ưng đó, bây giờ là ta nói thích luôn. Chứ rồi. Không phải nhắn tin nha. Tất cả đôi đây, khi đây, tìm nút cần nào. Phải nói như thế em nha. Rồi để tay nút bấm đi em, thôi lên đó. Bên đây cưng. Thời cơ đã tới đây. Em gái suy nghĩ cho kỹ. Quan trọng là do em đó. Đàn trai chúng tôi ưng hết rồi. Bấm luôn rồi, thôi khỏi nói nữa. Bấm luôn rồi. Giờ đàn em đàn gái có bấm kỹ. Không này, nói một tiếng. Một, một, hai, ba. Bấm luôn. Bấm. Được rồi đó. Dạ. Nào, nắm tay đi.
Rồi bây giờ có mẹ ở đây nè, em hứa với mẹ đi cho mẹ yên tâm. Dạ con chào bà. Còn má luôn đi. Má à, con sẽ hứa sẽ lo cho Ngọc Anh. Lo cho một mình em thôi ạ. Lo cho Ngọc Anh và con Ngọc Anh. Dạ con xin phép bác. Lo cho dạ, cho bác nữa. Và xin phép bác cho hôn Ngọc Anh. Dạ con xin phép bác cho con hôn Ngọc Anh. Rất chân tình. À, hôm nay là một ngày rất là đẹp và rất đáng nhớ với hai em. Mong rằng chúng ta sớm về chung một nhà và chăm sóc mối tình đó để được thăng hoa thành một hạnh phúc trọn vẹn. Rất tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyo San tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyo San tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyo San thiết kế độc đáo, lõi lọc, ceramic siêu bền, màn lọc, RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ. Hãy giữ cái này. Và nhớ, dạ, cái này là chị, để ngày trọng đại mình đeo vô nha. Dạ. Em gái về học thắt cà ravat đi nha. Dạ. Rồi, giữ lấy, bỏ vào đây. Thấy không? Dạ, có dịp Vinh viết mời cô Huyền Linh ạ. Mời cô Huyền Linh ạ. À, em xin lỗi. Dạ, em rung quá. Dạ, có dịp xin phép mời cô Hồng Vân và chú Huyền Linh. Dạ, đến với em ăn bún chả cá. Ok. Dạ. Vậy là okay, hiểu ăn bún chả cá thay đổi giới tính rồi đó. Mời quý vị tiếp tục cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Đẹp quá. Ngồi đi em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, với lại chào toàn bộ quý vị khán giả và chào bạn nữ. Em là Phạm Văn Nghĩa và đến từ Nha Trang. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang. Năm nay em 28 tuổi. Quang làm gì? Quang Nghĩa làm gì? Dạ, em ở Nha Trang thì em cũng tự kinh doanh ạ. Kinh doanh về gì Nghĩa? Em kinh doanh về nhà nghỉ với lại quán hải sản. Dạ, với lại kinh doanh bất động sản nhà nhà. Trời ơi, nhưng mà nhà gái. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, nhà đàn trai và toàn thể khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyên, tên đầy đủ là Trần Thị Trúc Nguyên. Dạ, năm nay em 29 mùa lá đổ, chưa một lần nắm cổ tay ai. Chưa một lần nắm cổ tay ai luôn. Dạ, em đọc cho trôi vần à cô. Dạ. Em đến từ Phú Yên, xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh. Dạ, hiện nay thì em đang là nhân viên kinh doanh một nhà hàng tại thành phố Tuy Hòa. Dạ, ngoài ra thì em có làm thêm công việc là hướng dẫn viên địa phương tại Phú Yên. Ồ, vậy hay hả? Hay quá, dạ, cũng hợp lý ha. Dạ, nhưng mà em thì là quê ở Phú Yên. Quê Phú Yên luôn? Dạ. Hỏi coi, ở đâu? Bạn nữ Phú Yên ở Tuy Hòa luôn hay là ở đâu bạn? Dạ em ở Tuy Hòa luôn anh. Mình ở Sông Cầu. Đúng rồi, nói tiếng Phú Yên ấy, em nói được không? Dễ thương lắm luôn á, tiếng Phú Yên á. Dạ có dịp con xin phép mời cô Huyền Linh về. Mời cô Huyền Linh về. Em xin lỗi. Dạ em rung quá. Dạ có dịp xin phép mời cô Hồng Vân và chú Huyền Linh. Dạ đến Phú Yên em ăn bún chả cá. Okay. Dạ. Vậy là okay, hiểu ăn bún chả cá thay đổi giới tính rồi đó. Dễ thương ha.
Bây giờ bạn trai giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình cho nhà gái biết đi. Em thì kinh doanh cho nên điểm mạnh của em thì là có một chút quyết đoán, sống tự lập được. Em cũng có tài lẻ là ca hát. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi ít nói nhưng mà hay hành động nhiều hơn. Hành động được á, anh hồi nãy không có hành động, anh nhắn tin không à. Mình nói điểm mạnh, điểm yếu, mình nói tiếng Phú Yên đi. Dạ, điểm mạnh của em là người vui vẻ, tốt tính, khá là hoạt bát. Dạ. Đôi khi hơi tưng tửng chút xíu quá. Nhưng mà em cũng là người biết quan tâm và chia sẻ. Về điểm yếu thì em bị thiếu tính quyết đoán. Em có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình chính tình cô. Còn có vài tìm hiểu thêm vài bạn, vài mối tình vụn vặt. Dạ. Bây giờ 2 mối tình chính của mình là kéo dài được bao lâu? Cái đó em không biết có được gọi là mối tình hay không. Nhưng mà cái đó gọi là người ta nói là tình đầu cô. Cái đó là tình đơn phương thôi. Nhưng phương mà thật sự là em rất là ấn tượng với cái mối tình đầu của mình. Đơn phương mấy năm? 5 năm cô. Đối phương không biết luôn á? Dạ không biết luôn. Wow. Em còn không biết là đến bây giờ anh đã có biết hay không nữa. Ồ vậy đó hả? Là được bao lâu? Mối tình thứ 2 thì được... 1 năm cơ. Tụi em cũng quen xa rồi, lúc đó em cũng còn trẻ, nói chung suy nghĩ cũng chưa chín chắn. Mời nhà trai. Nhà trai mấy mối tình? Em thì tính chính thức thì em cũng có 4 mối tình rồi. 4 mối chính thức. Ít nhất là mấy tháng? Dạ, ít thì cũng 5 đến 6 tháng. 5? Dạ, dạ, nhất là gần 3 năm. Trời ơi. Trong thời gian đó thì em cũng mới đang đi học với lại cũng mới ra trường đi làm, cho nên là cũng mình cũng ít biết quan tâm đến đối phương. Mình phải rút kinh nghiệm nè, đàn ông là phải quan tâm, chăm sóc cái mối tình đó. Nhiều lần thì hai người cũng không có tìm được điểm chung hay bất đồng quan điểm với nhau á, cho nên thì cũng hay xảy ra mâu thuẫn. Thì khi đó thì em cũng, tức là khi buồn thì em hay đi chơi với bạn bè này kia, cũng lâu lâu thì cũng có nhắn tin với bạn kia thì làm người nữ buồn hơn, thì cho nên là không chấp nhận được. Đúng rồi, mình đang quen người ta đi nhắn tin ta buồn, đúng rồi. Rút kinh nghiệm nha. Chào con, trẻ măng nha. Nãy hai mấy, 29 hả? Dạ. Bên đây 28 hả? Dạ, 28. Ủa vậy đây lớn hơn tuổi hả? Dạ. Vậy đây tưởng đâu đây lớn hơn đây chứ. Sao vậy chú? Hả? Tại thầy trẻ quá. Dạ, bên đây dầm nắng dậy mưa đi bắn đất đai rồi đó. Nó hơi đen chút thôi. Con muốn tìm một người yêu như thế nào? Ủa bên đây 28 ta kêu bằng anh, 29 kêu bằng chú. Nó sai sao ta? Dạ vậy để em đổi. Em đổi ra thôi, muốn kêu gì kêu, chú bác gì kệ. Dạ. Đi. Mình muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ, mẫu bạn trai lý tưởng của em là cao khoảng 1m67 trở lên. Ủa sao ngang từ 67 vậy? Dạ, ngoại hình dễ nhìn. Dạ. Dạ, tính tình thì vui vẻ, hoạt bát cũng được chứ. Mà trầm tính cũng được, tại vì người con kiểu dễ tính. Dạ. Dễ tính. Dạ, nhưng mà anh đó phải là người biết quan tâm, chia sẻ một xíu. Và lại là ảnh nên có tính quyết đoán giúp con, tại vì con ít có quyết đoán lắm. Con nói là anh quyết đoán đó, đúng không? Dạ, và không gia trưởng, trung thủy là được. Được không? Dạ được, cái đó là cái cũng là điểm mạnh của em. Điểm mạnh vậy tốt rồi. Thích 1 múi hay 6 múi? Dạ đương nhiên 6 múi, 6 múi tốt hơn rồi. Dạ. 6 múi lớn tuổi nó cũng dồn về múi à. Thôi bây giờ mình hỏi ký người thân đi, em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em là bạn Bảo Thái. Vâng, chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân, cũng như là chào bạn nữ cũng như là tất cả khán giả trong trường quay. Con thì chơi chung với Nghĩa chắc là trên dưới 15 năm. Bạn nữ thì rất là dễ thương, hoạt bát. Với cái tính quyết đoán của Nghĩa thì con nghĩ hôm nay bấm nút không là thuộc về Nghĩa. Nhưng mà dù Nghĩa lựa chọn như thế nào thì cái nhóm của tụi con có 7 đứa thì sẽ luôn ủng hộ Nghĩa hết mình. Rồi Cương đi với ai? Dạ em đi với mẹ và em gái ạ. Lời đầu tiên xin chào hai MC Quyền Linh, Hồng Vân. Xin chào nhà trai, xin chào cháu trai. Xin chào trường quay. Mình là mẹ của con gái Trúc Nguyên. Mẹ có nhận xét về bên bạn trai, về ngoại hình thì cũng ưa nhìn. Nói chung là những cái tính mà bên bạn trai đưa ra thì nó có những cái ý mà có thể bổ sung và tương đồng với con gái. Hai con ấy là cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Mẹ luôn ủng hộ con gái và tin tưởng vào quyết định của con. Rồi, cảm ơn mẹ. Rồi, bây giờ mình mở rào nha. Bắt đầu. Hồi hộp với cô. Bắt đầu đi em.
Rồi, mình đứng lên trao quà nào. Cái hay nhất mà Rào vừa mở liếc qua coi cái người mà là mấy chục năm mà chưa gặp đó. Anh cảm ơn quà có dễ thương. Đẹp quá. Dạ, em tặng anh. Cảm ơn em. Em thì em 29, là sinh năm 91 hay 92? Dạ, 91 ạ. Anh 92 hả? Dạ, anh 92. Không, làm trai thì cứ làm anh đi chị. Đúng rồi. Nói thiệt ra là nhìn là tưởng là chú dắt cháu đi chơi đó. Nói cho chú biết. Chú tưởng chú trẻ lắm hả chú? Không, em cũng không nhận em trẻ. Em đa số là bạn em thì không ai nghĩ là em là sinh năm 92. Bởi vậy chú cứ mạnh dạn chú xưng anh đi. Dạ. Hả, em thấy em gái thế nào? Dạ, bạn gái thì cũng dễ thương và nói chuyện thì cũng tương đối là ngọt ngào. Và đặc biệt là ở cùng Phú Yên với em thì cũng cũng gần. Em sống Nha Trang nhưng mà ra Tuy Hòa thì cũng gần, chạy qua Đèo Cả là tới. Bạn gái cảm nhận dạ. Con trai thế nào? Dạ thì em đúng là hơi lớn hơn so với tuổi của anh. Dạ, nhưng mà chắc là do anh làm phong việc ba nhiều mà. Dạ. người của công việc, dân làm ăn mà, phong ba bảo táp. Nhưng mà em thích người già như anh không hay là thích người trẻ? Dạ sao cũng như em có giới thiệu là chỉ cần tình cảm mà cảm thấy tốt là được, chứ em cũng không quá quan trọng về mặt ngoại hình. Vậy là anh cũng từ Nha Trang vào đây quay? Đúng rồi, anh mới vào tối qua. Hỏi đi bằng gì? Chúc mình về chung. Em đi gì vào? Dạ em bay từ Tuy Hòa vào. Khi nào em về? Dạ thứ bảy em về. Dạ. Là ở tranh thủ ở lại chơi hả cưng? Dạ em ở lại ngày chơi cô. Dạ em thì cũng chưa tính, có thể sắp xếp được. Rồi bây giờ mình bàn tới đi, khoảng bao lâu kết hôn được, hỏi đi em trai. Nếu mà quen nhau thì em dự định có cần phải thời gian không, hay là niềm tin đủ lớn là được? Niềm tin đủ lớn là được. Dạ. Còn 1-2 tháng không thành vấn đề. Dạ đúng rồi. Thì anh cũng vậy, anh cũng nói chung là khi mà hai người yêu nhau rồi chấp nhận được nhau là được. Tại vì tình yêu thì theo anh quan niệm là nó không phải là 1 cộng 1 bằng 2, nhưng nó là 0,5 cộng 0,5 bằng 1. Cho nên là khi hai người cảm thấy chấp nhận được những tính tật, các tính, các tật này kia thì mình có thể đi đến kết hôn được, chứ không quan trọng về thời gian. Dạ. Lúc nãy tại vì em run quá nên em quên, nhưng mà em có cái khuyết điểm là em không có được đảm đang lắm. Em không biết là anh có thích con gái mà không được đảm đang không? Là kinh doanh, nhân viên kinh doanh nhà hàng nhưng mà không đảm đang lắm hả? Dạ. Thì nói chung cái đó thì có thể học được, chứ cũng không quá quan trọng lắm. Ví dụ như anh nghĩ sao về việc chia sẻ công việc gia đình với người vợ nếu sau này? Cái đó thì anh cũng sẵn sàng thôi. Nếu mà hai người yêu nhau, cưới nhau rồi thì cái đó sẵn sàng thôi, chứ không quan trọng gì. Giao luôn một gì đó, hát tặng bạn gái cái gì đó. Rồi, bắt đầu. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên mang, riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lặng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Rồi mình đáp lễ lại luôn con. Em cũng gửi tặng một bà đáp lễ.
Thật ra thì em có chuẩn bị một bài hát nhưng mà lại là về Phú Yên nữa. Chờ nắm tay vô đi. Dạ. Cảm nhận đi. À, dạ. Dạ thầy. Đó đúng rồi. Dạ, em xin phép sẽ hát vài câu bài Trách Thân. Thân nè, trách thân nè, thân xeo cái lận đặng nè, mình nè, trách mình nè, số phận có sao hắm hiu, bởi thân tôi cực khổ, tôi eo nghèo nên vợ tôi nó mới không ở nữa mà nó theo cái nẩu rồi. Dạ. Trời ơi. Bấm hay không là quyền của các bạn. Không đồng ý không cần bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa gì kỳ vậy? Bấm rồi, đúng không? Dạ, bấm hết rồi. Hả? À, em trai không bấm. À dạ. Lý do tại sao em không bấm? Cái chương trình là một chương trình nghiêm túc cho nên là em thấy bạn em thấy bạn nữ thì cũng chưa có cảm động lắm. Em cảm giác bạn nữ thấy chưa đúng đối tượng đó. Có biết bao nhiêu người đang hướng về cô gái và biết bao nhiêu cô gái đang hướng về chàng trai. Chúc hai em sớm sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ nhé. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyo San tặng bạn voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyo San tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyo San thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm, dầu, hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem bản muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bản muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Chương trình bản muốn hẹn hò xin cảm ơn nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Hồng Vân, Quyền Linh xin kính chào quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúng tôi sẽ kết nối những cặp đôi đang đi tìm nửa mảnh ghép của mình. Hy vọng rằng ngày hôm nay họ sẽ bấm nút hẹn hò và chúc cho họ sẽ tìm đến hạnh phúc. Chương trình với sự tài trợ chính của nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị. Thôi chị tính xíu, vậy hài quá thì em không có chịu. Em là vui vẻ, hòa đồng và giải thích với mọi người. Không phải là người vô tăng là được. Em không biết nhậu. Mời nhà trai. Rồi mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ là bạn trai với bạn gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau, hai bên cùng gọi là cảm nhận về nhau trước ha. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Tô Cấm Hiệp. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi Hiệp? Dạ, hiện tại là em 32. Em quê là ở Bạc Liêu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em đang kinh doanh. Tên là gì? Tô Cấm Hiệp. Tô Cấm Hiệp hả? Dạ. Thường nó Tô Cẩm Hồng như. Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp nha. Ừ. Cẩm nha. Tô Cẩm Hiệp 32 tuổi làm nghề kinh doanh. Còn em? Dạ. Xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả. Chào bạn trai bên kia. À. Em tên là Đào Thị Hồng Hiếu. Tâm giấy em là sinh năm 90 nhưng mà tuổi thiệt em là 89.
Hiện em là nhân viên y tế cho một công ty Đài Loan ạ. Tức là em là y tá. Em học y sĩ. À, học y sĩ. Tức là thua bác sĩ một cấp thôi đó. Dạ đúng rồi ạ. Em trai kinh doanh cái gì vậy? Ừ đúng rồi đó, đang tính hỏi bạn trai kinh doanh. Hiện tại là em đang kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Cho chủ nghỉ em rồi. Ơi, em chút xíu cho anh Linh số điện thoại nha. Dạ. Nhà nghỉ ở đâu vậy? Dạ, ở gần bến xe miền Tây anh. Bến xe miền Tây, anh hay đi về miền Tây lắm. Dạ. Hy vọng hôm nào mà kẹt xe ghé nhà nghỉ, nghỉ một bữa. Dạ, được anh. Vậy là hai bạn này á Linh, mà hả? Nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá hả Linh á? Đúng rồi, đơn giản thôi. Dạ nó cũng gần á cô. Gần mà lại dạ. Đơn giản nữa, không phải như đi công viên bất cỏ. Hẹn nhau ở nhà nghỉ. Ủa, không cần đi công viên bất cỏ. Kỳ quá, nó không có nhà nghỉ là nhà của anh mà. Đúng không? Em nói cho anh Linh với lại mọi người biết là cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, có trách nhiệm với công việc, với gia đình. Khuyết điểm của em là hơi chịu tính xíu. Chung em mà hơi bề hài quá thì em hơi khó chịu. Thì bởi vì em là y sĩ mà, đó là cái tính chất nghề nghiệp. Dạ. Cần phải sạch sẽ và kỹ tính, gọn gàng đúng không? Dạ. Bạn trai ơi. Dạ. Còn bạn thì sao? Dạ em là vui vẻ, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Còn mà nhược điểm của em á là nói nhiều. Nói nhiều hả? Nói nhiều hả? Nói nhiều đến dạ. Mức nào? Giống như là chuyện nào vui thì em nói tới hoài. Không vậy vui mà, có gì đâu. Vui mà có lầy không anh? Cũng hơi xui em. Hai bạn nói về tình trường của mình đi. Dạ, em thì trải qua một mối tình kéo dài được 2 năm mấy. Tại vì hai người đi chung một đoạn đường á, mình cảm giác cái đoạn đường đó không phù hợp để hai người đi tiếp. Nên phải dừng lại. Dừng lại, dạ. Bao lâu rồi em? Dạ, khoảng 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi? Dạ. Bạn trai sao nè? Dạ, em cũng trải qua một mối tình. Là nó kéo dài bao lâu? Dạ, cái quan hệ nó khăng khích tới cỡ nào? Dạ, cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị. Ủa, tức là cái đó không phải là mối tình mà đó là cuộc hôn nhân rồi hả? Dạ. Là 9 tháng sau đó chia tay? Dạ. Ủa, em là mối tình hay là lấy nhau rồi? Dạ, lấy nhau rồi. Trời đất ơi, lấy rồi hả? Dạ, em đã ly dị. Ly dị chưa? Ly dị rồi. Có giấy tờ không? Dạ, có chứ. Rồi, nãy em tưởng đâu là mối tình. Có cháu nào chưa? Dạ, chưa. Quen nhau bao nhiêu năm mà lấy nhau mới 9 tháng à, tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi. Rồi lấy nhau rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À em có nhà nghỉ rồi về gì đúng không? Dạ. Em có e ngại về cái chuyện đó không? Dạ không, chị chủ yếu là cái người đó tính tình như thế nào thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh của em là em chỉ là như là nấu ăn, kinh doanh, có tính cầu tiến. À, tính cầu tiến là tốt nhất đó nha. Dạ. Nhớ rằng ông phải có tính cầu tiến để có thể sau này mình có sự nghiệp, mình lo cho gia đình ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Hiệp? Bạn nữ cao cho 1m55, biết nấu ăn. Gái ai cũng biết nấu ăn cũng đều ngon hay không thôi. Cái hình mẫu lý tưởng của em? Em đặt kỳ vọng gì ở cái người bạn trai? Em thích cái người bạn bề ngoài có nét thư sinh xíu, biết chăm sóc, quan tâm, không phải là người vô tâm là được. Phải biết nhậu, phải biết nhậu. Ồ, phải biết nhậu nha bạn ơi, bạn biết nhậu không? Em không biết nhậu. Không biết nhậu hả? Vậy không biết mà tập nhậu được không? Không, nói chung là không biết nhậu được cũng không phải, mà chỉ uống được một lon là thỉnh rồi. Vậy đó hả? Tức là nhậu để hai đứa cùng nhậu? Dạ. Hay là phải đi nhậu với người khác? Dạ không, tại vì gia đình bên ngoài em đó là tủ rượu lượng rượu rất là cao. Sợ về làm ghế không được. Trời đất ơi, người ta đi kiếm chồng, ta mong rằng chồng không có nhậu. Tự nhiên đi kiếm chồng mà chồng phải biết nhậu. Biết nhậu nhưng mà phải nhậu có lúc chứ không phải là trời biết nhậu rồi ngày nào biết cũng nhậu. Trời ơi, biết nhậu rồi từ từ nó ghiền xong rồi nó vô nó lầy luôn em ơi. Dạ. Rồi nhậu rồi ghét ghiền rồi sao em? Thì đó, xí xào vậy thôi. Rồi lúc đó là em nói là anh nhậu quá em bỏ anh để là chết nữa. Vậy đâu có đâu. Ta chỉ coi bên coi đàn đi, trai đáp ứng được nhu cầu của em hay không. Còn ly nhà nghỉ mà Dân có muốn vô nhà nghỉ không? Ủa Linh ơi, Ủa Linh thích vậy lắm hả? Ừ gần nhà nghỉ Linh nghỉ à. Vậy hả? Giá nhiều phòng cưng. Cho anh là ở miễn phí. Trời ơi thấy chưa? Chút gì cái giá miễn phí liền à. Dạ. Đó, bởi chị mới nói là em đưa số điện thoại cho anh. Đưa Linh cho anh. Anh hay đi quay đây đó xong mệt ghé vô nhà nghỉ mình ngủ chút nữa. Rồi tôi ngó bên đằng trai. Ngó đi ngó đi. Cho chị. Nãy giờ dạ. Khi mà bạn đó tâm sự thì em thấy là em chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bạn? Nói chung là nhậu thì em không biết, còn như là vô tâm thì không có vô tâm. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với má nuôi và bạn thân của em. À
chào má nuôi. Má nuôi có ý kiến đi. Tôi là má của Hiệp, làm má nó được mười mấy năm rồi, thì nó rất là lo làm ăn. Con đừng lo, thằng Hiệp nó giỏi lắm. Bây giờ nó có cơ ngơi ở thành phố rồi, rồi nó làm quảng cáo này kia. Nhà cửa thì có ở dưới quê á, nhà cửa khang trang ở dưới quê. Là rồi, cũng cảm được ơn rồi, thuê nhiều. Cái nhà làm nhà nghỉ đúng không? Dạ. Vậy cũng tốt rồi đó, quan trọng là nỗ lực của mình thôi. Rồi. Dạ. Em đi với cô ruột của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em chào bên nhà trai, chào cháu trai. Cô thấy chàng trai bên đây thì cũng thư sinh giống như yêu cầu của con đó. Thế thì cô cũng mong rằng hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, xin anh. Rồi, cảm ơn nhà gái. Cảm ơn nhà gái. Thôi giờ Hồng Vân ơi. Hồng Vân ơi. Ơi. Giờ bà mối Hồng Vân mở rào đi nha. Trời ơi, Linh thiệt là mềm mại đó. Mở rào. Thôi. Bắt đầu đi cẩm hiệp. Dạ, chào anh. Anh tặng em một bó hoa và một chai nước hoa. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Đâu bây giờ em mở từ từ quà ra. Là em tặng cái gì Hiệp? Chai nước hoa mùi gì ra làm sao để cho coi có đúng gu của bạn gái không? Dạ em dễ tính lắm chị, nó thơm là được hả? Vậy á. Dạ anh tặng chai nước hoa Gucci vậy chị. À Gucci dạ, rồi, đúng rồi ha. Dạ. Rồi, dạ em cũng rồi, thích bây giờ tôi đưa cho Hiệp, Hiệp mở quà ra. À, đây là cái lò Hamed em tự làm ha. Nó liên quan tới nghề nghiệp của em luôn. Okay. Dạ, tặng anh cuốn sách. Em không thích đọc sách nhưng mà em muốn người bạn đi cùng em á là thích đọc sách để đọc nghe thôi. À, anh cảm ơn. Anh có thể mở ra. Hình trái tim. Hình trái tim giống như là muốn thật sự là tìm một người để em giao trái tim lại cho người đó. Mà mong... trái tim đó là trái tim trinh trắng đó đúng không? Dạ. Dạ. Tại vì em muốn giao một trái tim trinh trắng cho bạn đúng đó rồi. Để tô lên màu đỏ. Đừng đó, tô màu đen là được. Trái tim em làm rồi hả? Dạ tự em làm. Làm lâu chưa? Dạ em khi mà chương trình thông báo thì em đã bắt đầu làm. Làm rất là đau tay nhưng mà cố gắng làm để cho đẹp. Tại vì em cũng không có giỏi gì thẩm mỹ lắm, nhưng mà em cố tình và cố ý để làm thật là đẹp. Đó là sự chỉnh chu trước khi gặp cuộc gặp này đó. Dạ. Chúng ta phải cảm ơn cái điều đó ha. Nhưng mà Linh để ý cái trái tim là toàn bằng dây ống nhựa đó. Ống nước biển á. Ống nước biển đúng không? Dạ ống nước biển. Mấy chục năm mình mới gặp nhau đó. Anh về cho em chứ đó. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có hay về Tiền Giang không? Tại quê em ở Tiền Giang á. Quyện nào? Em thì ở thị xã Cai Lậy, nhưng mà hiện thì đang làm việc ở khu công nghiệp Tân Hương của huyện Châu Thành. Trước khi về Bạc Liêu thì đi qua Cai Lậy đấy em. Đúng rồi. Bạc Liêu thì xuống dưới là chắc không bị thiếu canxi đâu anh ha. Tại vì ăn hải sản không à. Em thì cũng thích ăn hải sản lắm, nhưng mà không biết có dịp nào để về dưới thì ăn hay không thôi. Thì sau chương trình này thì anh và em đều bấm nút với nhau, thì anh sẽ cho em một cái thời gian nhất định là mình sẽ về quê anh chơi. Nếu mà anh với em quen nhau á thì khoảng một tuần anh có thể sắp xếp gặp em được bao nhiêu lần? Nếu em ở Tiền Giang thì một tuần có thể anh gặp em được 2 lần. Thí dụ như em không có lên Sài Gòn được á thì anh chạy về dưới anh có thấy ngại không? Không, nếu mà tại vì từ đây đi về Tiền Giang nó rất là gần, chỉ có 1 tiếng tiếng mấy à. Thì em nằm giáp ranh với thành phố Tân An luôn. Qua cây cầu là tới bên Điện Gần mà em. Dạ đúng rồi. Điều đó là khoảng 45 phút. 45 phút. Dự định là khi nào mình lập gia đình tiếp không? Thì anh định là nếu mà quen được thì cuối năm. Cuối năm hả? Anh tuổi gì anh hả? Anh tuổi Thìn. Tuổi Thìn hả? Vậy em tuổi Tỵ đúng không? Đúng rồi. Vậy là tụi mình là gồng gắn lên mây đó em. Hay. Vậy em xin hát bạn gái bản Hai Lúa Cầu Hôn. Cho anh xin được nắm tay em ạ. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh và em cùng thưa tia má. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh sẽ là chàng gái chung tình. Nói mai em không yêu hay là em chết anh hai lúa. Nói mai em không yêu hay là em chết anh quá khờ. Thôi được. Ông vô cũng rất là sốc mà ông kết cũng rất là ngang ngược luôn á. Trời ạ. Nào gì lạ vậy trời. Ừ. Dạ em xin làm tặng bài thơ này là tự em sáng tác rồi. Có gì không hay thì anh bỏ qua ha. Chương trình bạn muốn hẹn hò, chung tay góp sức, bao người nên duyên. Từ Nam ra Bắc vào Trung, cho dù trong nước hay là nơi xa. Một khi đến với chương trình, bước đi chỉ một khi về là hai. Hôm nay em đến ghép đôi, tìm cho cha mẹ một chàng gửi ngoan. Đã biết trời tạo duyên, còn đây
Để em rung quá. Rung quá, hồi hộp quá, dạ. Phải không? Cái anh đó, anh nhìn xoáy vào trong đôi mắt nhỏ, sao mà nhỏ không rung được. Trời ạ. Còn đây nợ đôi ta tạo thành xin hết. Rồi. Đó, mong bây chàng giờ... rể hiền đó, rể hiền để ngoan. Bây giờ, đó chúng ta mỗi người có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình, tận đáy lòng của mình với người đối diện. Bắt đầu đi Hiệp. Anh cũng mong là anh và em sau chương trình này mình sẽ có một chuyến về quê em và về quê anh. Chúng ta cùng đi đôi. Em cũng muốn cho hai đứa một cơ hội, dạ, tìm hiểu. Nếu mà phải duyên phải nợ thì ao đành chịu. Phải duyên phải nợ mình kết chầu cha, kết chầu cha chầu cao đúng không em? Dạ rồi. Rồi hết thời gian. Phải duyên rồi. Chồng vợ ha. Ngàn năm em vẫn chờ. Vợ là ta bấm liền đó vậy đó. Thôi chuẩn bị. Chúng ta quyết định bằng 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi. Bây giờ á, chắc chắn rằng gia đình của cô gái đang xem. Và em hãy nói điều gì đi. Xin phép là gia đình cùng với mẹ nuôi của em, cùng với gia đình của em Bạc Liêu, cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau. Và con hứa cái gì đó. Con xin phép cô là con cho con được quen em, là con sẽ hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn. Dạ con cảm ơn. Tụi con cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu phải duyên phải nợ thì tụi con sẽ đến tiếng xa hơn cô ha. Chứ làm thủ tục hôn nhau coi nè. Nãy giờ là nó nôn cái vụ này lắm đó. Ông đừng có quên của nó tội. Ông làm đi. Đó, tự động đi, chủ động đi nè coi nè. Đông môi này anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má. Ai lần hai. Anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má là sao? Chưa. Phọt ra ngay một bài thơ rất là đáng yêu. Chưa bao giờ hôn má ai. Em ơi, anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má ai. Dễ thương lắm. Bây giờ hôn má em. Dạ, một cô gái rất là thông minh nha. Dạ. Anh nghĩ rằng đây là một cô gái có thể hỗ trợ và chia sẻ với em tất cả mọi lúc mọi nơi ha. Hãy nuôi dưỡng tình yêu này lớn lên em nha. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắt he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắt he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc và chúc hai bạn sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi nhé. Dạ, dạ, em cảm ơn anh chị ạ. À. Hãy nắm tay nhau. Nắm tay nhau thật chặt. Giữ tay nhau thật lâu. Bước với nhau bước. Cứ với em là anh đi mãi con đường. Dễ thương lắm. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Chúc cho họ sẽ sớm ở chung một nhà. Tự nhiên tôi thấy làm như tôi với ông bây giờ lên tay quá đi. Lên đúng lắm không? Đúng không? Dường như tất cả các cặp đôi họ cảm thấy họ tin tưởng vô cái sự mai mối của mình hay sao á. Mình may mắn đó mình. Bởi vì không phải cái trách nhiệm nó lớn quá, xúc hết mồ hôi luôn nè Linh. Thật sự luôn á. Rồi, cứ mỗi tháng trôi qua chúng tôi rất là vui khi nhận được một thiệp cưới nào đó. Và hy vọng ngày hôm nay chúng tôi vẫn đang chờ những cái thiệp cưới tới ha. Nào giờ thì em thực sự là em chưa quen bao giờ nên em cũng không biết là sao gần như thế nào. Em giống như bạn chưa có mối tình nào. Có nghĩa là bây giờ bạn cũng là Trinh Nguyên luôn. Đúng rồi. Bạn bên đây cũng Nguyên Trinh luôn. Đúng rồi. Thì em thì không có giữ được tiền giờ phải kiếm một bạn nữ về giữ tiền. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta sẽ gặp ngay sau đây cặp đôi thứ nhì để xem họ có bấm hay không. Xin mời. Mời gia đình nhà gái. Ừ.
Mời nhà trai. Quê hương tôi chính con sông Cù Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng. Từ nghìn xưa cây lúa nuôi dân ta lớn. Trời ơi, cá tính không? Dễ sợ chưa? Rồi, chào hai bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ vâng, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và em chào tất cả mọi người. Em chào luôn anh Nam kế bên. Em tên là Phạm Thị Kim Chi, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quê em là Tây Ninh. Em đang làm quản lý chất lượng tại công ty QE Việt Nam. Trời. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Em tên Quỳnh Tài Phúc, 27 tuổi. Em đang làm nhân viên an ninh ngân hàng, quê ở Tiền Giang. Em làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Tiền Giang luôn chị. Tiền Giang là huyện nào? Dạ ở thị xã Cai Lậy. Thị xã Cai Lậy, cũng cách trở xa chút xíu nha. Em có ngại yêu xa không? Dạ với em thì em cũng không ngại yêu xa. Tại vì nào giờ thì em thật sự là em chưa yêu ai bao giờ, nên em cũng không biết là xa gần như thế nào. Chưa có mối tình nào luôn hả em gái? Dạ đúng rồi, em chưa có mối tình nào hết. Trời ơi. Em có điểm mạnh điểm yếu thế nào? Dạ thôi thì em nói về điểm yếu trước đi. Em thì em cũng không có ngăn nắp lắm. Em cũng hay quên nữa. Em thì em chỉ làm duy nhất một việc thôi, chứ em không thể làm nhiều lúc. Cùng một lúc nhiều việc được đúng không? Việc. Cũng giống như việc quan tâm một ai đó thì em chỉ quan tâm được một người thôi. Thôi còn điểm mạnh của em? Điểm mạnh của em thì em cũng rất hòa đồng. Em hay chọc cười mọi người. Chứ lại là em cũng biết nấu nướng, nấu ăn. Chị cảm giác là em tương đối chững chạc so với lứa tuổi đó. Em thì mọi người có cái cách nhìn nhận nó khác, nó ngược lại. Có nghĩa là em hơi trẻ con xíu. Chắc là do em hồi hộp quá, em chưa bộc lộ con người của em thật, con người rồi, thật của em. Bây giờ thì mình sẽ lắng nghe cái điểm mạnh điểm yếu của chàng trai nè. Dạ, điểm mạnh của em là thích giúp đỡ người khác, vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn. Dạ, có chí hướng làm ăn mà giờ nói chung thì em thì không có giờ được tiền. Giờ phải kiếm một bạn nữ về giữ tiền. Trời ơi, khỏe, có bằng kia là rồi ha. Rồi điểm yếu là gì? Dạ, điểm yếu của em là tính hay quên, có nhậu. Nhậu nhiều không? Dạ, nhậu khoảng 6-7 lon. 6-7 lon thì tính ra nó cũng hơi nhiều quá. Anh nhậu có thường xuyên không anh? Cũng đôi khi có bạn mới nhậu không? Trên một tuần anh có bạn mấy buổi anh ơi? Dạ, đôi khi 2 tuần mới có 1 ngày. Tao lo làm ăn mà 2-3 tuần mới có 1 ngày, không sao đâu. Mà 6-7 lon là chuyện nhỏ mà. Chừng nào mà uống chừng hơn chục thì mới là dữ ha. Ủa, nhà em có trồng trái mít này hả? Dạ, nhà em khoảng 2 công. 2 công hả? Trồng mít không hả? Bao nhiêu gốc cưng? Dạ, 2 công khoảng 400 gốc. Ngồi bên đó tôi nghe mừng mít luôn á. Mồm lắm. Mít của em chắc là mít giống như mít Thái hả? Dạ, mít Thái. Mít anh gì? Linh thích ăn mít lắm. Ngon, mít ngon lắm. Mấy người ăn mít là cái thân nó cũng giống như mít luôn vậy đó. Nãy bên kia anh nghe là chưa có mối tình nào hết trơn á. Dạ. Ha, còn gọi là trinh trắng luôn á. Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Đấy. Còn em trai em có mấy mối tình rồi? Dạ em giống như bạn thì chưa có mối tình nào mà có mối tình đơn phương. Hồi em học trung cấp. Có nghĩa là bây giờ bạn cũng là trinh nguyên luôn. Đúng rồi. Bạn bên đây cũng nguyên trinh luôn. Đúng rồi. Đó. Em nè, em dạ. Có cái mẫu hình bạn gái như thế nào không? Mẫu hình của bạn gái của em, người phụ nữ của gia đình, biết quan tâm, lo lắng và chia sẻ. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ, ngoại hình thì tròn tròn xíu. Em thích tròn tròn. Dạ. Rồi sao nữa? Dạ, cao từ 1m55 trở lên. Rồi, có tròn, có 1m55 đổ lên. Có mắt kiến thì tốt, tại vì em cũng đeo mắt kiến. Hình như là em cầu được ước thấy đó, thì chị hỏi cảm xúc của bạn này. Em ơi. Dạ. Bạn nói cũng chưa yêu bao giờ luôn á. Em cảm giác em sao? Mặc dù là em chưa có bạn trai nhưng mà em thấy là em cảm nhận là em thấy hình như là tính em nó hơi bạo á. Tại bình thường thì em thích gọi con trai là bé. Em xưng chị gọi bé. Cái đó là đối với những bạn nhỏ hơn thôi. Còn lớn hơn thì em chưa có thử điều đó đâu. Nhỏ hơn kêu bằng bé, còn lớn hơn em kêu bé bự. Ví dụ bên đây kêu bé bự được nè. Để qua tôi coi bé bên kia thế nào đây. À, chào bé. Dạ vâng.
khi bé bự cũng được. Bên đây cũng tròn tròn dễ thương lắm. Ủa bên kia cũng bé bự hả anh? Cũng bé bự luôn. Tại em thì thuộc kiểu dạng là em cũng dư rồi, dư mỡ rồi. Nên em cũng không có thích bạn trai mình mập lắm. Trời ơi, không mập lắm, vừa vừa thôi, thấy không? Ừ. Chắc, chắc như hột mít vậy đó. Chắc hả anh? Ừ, chắc lắm ha. Dạ. Còn em tưởng tượng một cái người yêu lý tưởng thế nào? Em thì em nghĩ là người yêu của em cũng khoảng tầm 1m7 trở lên. Ừ. Nếu mà tốt nhất á thì to bự khỏe khoắn thôi, nhưng mà em không có thích mập. Này không mập lắm đâu, này cũng cỡ anh thôi. Cỡ anh là đẹp rồi. Phải không? Thôi, dạ, đúng rồi, em cũng thấy anh đẹp lắm á. Hay quá vậy ta, cũng đẹp lắm. Em cũng thường đi tán trai lắm á, nhưng mà chỉ tán thôi. Được, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nha. Dạ, em gái đi với ai? Hồi sáng thì em với má em cũng đã chuẩn bị hết rồi. Ừ. Nhưng mà có gì đột xuất nên má em không có đi được. Về thông báo với má sao ha. Dạ, nhưng mà trước khi là má cho đi lên đây thì má có nói phải dẫn về, má mới cho về. Chẳng những dẫn về mà còn giác thêm trái mít về nữa. Má ra chỉ thị rõ ràng vậy đó. Hôm nay anh có giác không mít luôn hả anh? Có mít. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bác em. Chào Quyền Linh và Hồng Vân. Nói chung là Phúc nó hiền lắm. Nếu hai đứa mà thấy hợp ý nhau thì mẹ nó thì cũng trông có dâu dữ lắm. Hai đứa cố gắng đi đặng mà tới với nhau. Đàn gái thì cũng tương đối. Hai đứa thì nó giỏi ý đi rồi là mình mới biết được. Chứ giờ mình chưa có biết được. Giỏi ý hai đứa đi ha. Rồi cảm ơn bác. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Chuẩn bị tinh thần. Tấn công tới tấp. Anh có món quà tặng em. Ờ, dạ em cảm ơn anh, em cũng rất thích hoa. Thật là mít rồi dè qua đây thôi, khỏi trao đó, dè qua đó. Ờ, em tặng anh đặc sản của em Tây Ninh, bánh tráng với muối tôm. Thì em mong rằng anh có thưởng thức nó thì cũng nhớ là Tây Ninh, cũng sẵn tiện nhớ tới em nha. Rồi, cảm ơn em. Cái quà này là cái quà quê hương của anh, thì em dùng nó có ngon thì nói anh ship lên cho em nữa. Anh ship lên cho em nữa hả? Anh ship trái thôi hả? Chứ anh có ship gì đúng không? Ship ship luôn người thôi người. Dạ vậy được á anh. Em dạ. Sao em lại tặng bông hướng dương? Em thích hướng dương, với em tặng 11 bông hướng dương này là cũng ý nghĩa là một đời một kiếp mãi yêu em. Dạ 11 đó qua nó có ý nghĩa quan trọng ghê. Hai bạn ngồi giao lưu tâm sự đi. Khi gặp em thì anh có nghĩ cái mẫu bạn gái nó có trùng với suy nghĩ của anh không? Có 90% luôn á, tôi làm chứng luôn á. Những cái gì mà Phúc muốn á là bạn bên đây có hết luôn á. em thấy anh sao? Em thấy anh mặt anh cũng tròn chỉnh. Nói chung hình như em thấy cái mặt anh cũng giống, gần giống cái mặt em á. Nó cũng đều tròn giống cái mặt em á. Ừ, thật sự thì hình như là chỉ hơi mập cái mặt thôi. Chứ còn những cái khác thì nó cũng vừa dặn rồi. Tại nãy anh nghe em nói là không thích người hơi mập, anh cũng sợ, anh lo. Mới nãy nghe anh nói anh mập như trái mít, em cũng lo. Anh Linh á. Ai nói mập đâu, nói bé bự thôi mà. Ông nói cũng tròn tròn như trái mít đó, làm nhỏ lo nè. Trái mít có chút xíu thôi mà. Trái mít là giờ nó lăn không chứ nó không có đi vậy. Trời, bây giờ quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Nếu mà mình quen nhau hợp bao nhiêu lâu em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là quen khoảng tầm 1-2 năm rồi tiến tới hôn nhân. Nói chung nhà thì có ngoại á, cũng lớn tuổi rồi. Ngoại thì cháu cố ngoại thì chưa có ai á. Giờ có mình anh lớn à. Ngoại cứ gặp là ngoại cứ hỏi chừng nào đám cưới còn. Ừ, anh cũng giống em á. Nói chung là bên ngoại thì em cũng lớn nhất. Cũng nhà cũng hói có nhanh có bạn trai rồi để tiến tới hôn nhân á. Em có làm dâu được không? Em chỉ sợ là ba má chồng không chịu dâu thôi, chứ em thì em làm dâu được rồi. Ba má anh thì dễ lắm. Ba má dễ lắm. Em đừng có lo chuyện đó. Dạ. Vậy em sẽ hát một bài cho anh nghe nha. Rồi. Bài có tựa đề là Yêu. Yêu là vòng tay, là cùng nhau trong tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời,
Những phút giây thật tuyệt vời là ngày anh bên em không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Anh có muốn tặng em cái gì nữa không? Anh rung quá. Tóm lại nãy giờ em giao lưu xong em nắm tay cô ấy, em cảm giác nó có truyền một cái ngọn lửa tình yêu dù đến với mình không? Dạ có, tim em đập quá. Em có thích người con gái đối diện không? Dạ có. Em có mong muốn người con gái ấy về Tiền Giang không? Dạ rất muốn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Còn chuyện cô gái bấm hay không, chúng ta chờ câu trả lời nha. Dạ. Vân không biết là Phúc làm sao chứ thấy gì là nôn nao dữ lắm rồi đó. Chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Đây, nút bấm đây. Sau 3 tiếng đếm, bấm nút là hẹn hò, bấm nút là cho nhau cơ hội để chúng ta tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chuẩn bị. 1 2 3 Wow. Rồi, nắm tay đi, chính thức hẹn hò rồi đó. Bây giờ mình xin phép bác ha, xin phép gia đình hai bên cho tụi con bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu nhau, và con hứa sẽ như thế nào đó. Nói đi Phúc. Dạ con cũng xin phép gia đình bên bạn gái cho con được quen chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho bạn. Rồi nói với bác kìa, nói một vài câu với bác đi. Dạ thì hiện tại thì con cũng ưng ý khoảng 80% thôi, nhưng mà con nghĩ là trong tương lai chắc nó sẽ lên tới 100 á. Dạ. Dạ vâng. Rồi. Nào làm thủ tục nào bạn ơi, bạn Phúc ơi. Cho anh xin phép không em? Trời ơi. Mạnh mẽ lắm, dán tóc rồi á mới hung, chứ còn không có nhiều người rối á cái hung qua tóc luôn rồi đâu có phải là hung đâu. Đúng rồi, hung qua tóc nó nhọt nó mũi dữ lắm. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ vâng. Rồi, chúc em hạnh phúc. Thưa quý vị, những câu chuyện tình, những cái sự kết nối quá dễ thương và quá đáng yêu luôn. Mong rằng họ sẽ sớm báo tin vui chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cảm ơn nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.